Trước mỗi chuyến hàng thì Minh Phụng Music luôn chú trọng việc đóng gói tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đàn Cutman KS1 Bluetooth đầu tiên được bao quanh bởi nhiều lớp ni lông dày, chống mẩm tuyệt đối. Lớp ni lông này không chỉ bảo vệ khỏi va đập và còn ngăn ngừa hơi ẩm, đảm bảo cái đàn luôn mới và âm thanh không bị ảnh hưởng. Mỗi cái đàn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho chặng đường dài đến với Thủ Đức. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao đàn piano điện có thể mô phỏng âm thanh của đàn piano cơ bằng công nghệ tiên tiến? Các chuyên gia đã ghi lại âm thanh chuẩn từ những cây đàn cơ danh tiếng, sau đó âm thanh được xử lý kỹ thuật số để mô phỏng lại hoàn hảo từng nốt nhạc. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm chế đàn chân thật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế trong từng nốt nhạc. Và cái đàn trong chuyến đi lần này, Cutman KS1 Bluetooth trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mang đến trải nghiệm chế đàn chân thật với 128 polyphony và 20 âm sắc. Cái đàn vượt trội về âm thanh và giai điệu, đặc biệt bạn có 2 cổng phone vừa truyền âm thanh qua tai nghe vừa phát qua loa kết nối Bluetooth MIDI, giúp bạn sử dụng các app học nhạc dễ dàng mà không cần dây cáp. Cutman KS1 Bluetooth là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu và những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Đến ngay các showroom của Minh Phụng Music tại quận 3 và Tân Bình để trải nghiệm thực tế và sở hữu ngay KS1 Bluetooth với ưu đãi hấp dẫn cùng chế độ bảo hành tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.